Mô hình nằm dưới lưới của Hồn Màng, cái công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp công nghệ sông Trường Thịnh đại xã Đông Nhất là một khu nắm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sông, chuyên xưa khấu địa bàn khoảnh Lạc Thúy, bị đóng diện tích chế đất A. Công ty từng gắn ping pong há Hồn Màng công nghệ sông, mô hình màng mịt diện tích song phần mét vuông, 13 tấm chi phí chuyên xưa há tỷ kịp. Hơn dân lưới Ichiba, xanh kẻ Nam Nhật Bản lấy sản xuất theo công nghệ Google Glass, vì song bán 61 lấy sản phẩm công nhận đạt ô cốp xăm lao và chủ yếu dây cung cấp hở tí khai lạch Hà Nội. Vì song bán 61 công ty cung cấp ọc tí khai lạch đàn lọc tầy một hỏi đán dừa. Nicola một cung nằm giữa dự án mẻ quán hệ trên lầu theo chuỗi giá trị gắn năm khai lạch sản phẩm cái khoánh Lạc Thúy. Chỉ ní xây công ty có phải hay chín hay lào theo công nghệ Global Gap mà lơ mất nằm sản phẩm dừa có đều lại chứng chỉ an toàn vệ sinh khảo dòng chín lào doán đến vì hơn nửa cấp mà là chỉ ní công ty có phải củ cỏ nhỏ bái mì chất lượng nuôi dừa sung hơn mở bái cuộc thời gian hà hoạt sản phẩm có thể nâng hán sản phẩm ô cốp hướng xỉ lao bái màn xứng tầm lơ giá trị sản phẩm xác định mẻ quáng liên kết hệ chín lào theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa dịch vụ nông lâm thủy sản là xu thế mưa năm sòng tất yếu kể tí khai lạch bao thể xíu nam cả tổ hợp tác xã giáo hơn cơ dân khoánh Lạc Thúy có lề mì cơ chế tạo điều kiện bến mẻ quán cả mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp cuồng nắn 13 sản phẩm đặc thù tí địa phương lê hết chuỗi xưa cơ dân theo trình chuỗi xưa mẻ quán hệ trên lào kể năm trung ương khoa năm kể tính mưa năm sòng cơ chế chuỗi xưa sản xuất buôn nông nghiệp theo tỉnh địa bàn kèo từng giai đoạn khuyến khích mừng cửa dân liên sạch đến dịch an toàn sinh học nằm co là nuôi theo đảng hàng hóa khai lạch chăn nuôi an toàn sinh học như cái của trong huyện Lạc Thủy đối lờ liên tất sắt an toàn sinh học kẻ cần dân khoảnh Lạc Thúy thì ý xe an toàn hơn cần tiêu dùng xe có rất giỏi nắn xe bên giòn tô cày Lạc Thúy có rất hòm là chẹp doán ba một khoái chăm lắm theo chế độ an toàn sinh học mà nắn có hế áo mài hiệu quả doán ba mằn có doài hơn lo liếng tất sạt thông thường dù nọt thì chỗ thì đương nhiên thì mình nó tốt hơn khoánh Lạc Thúy hiến ping pong lấy xịp chuỗi liên kết gắn năm khai lạch sản phẩm vì xong vào giảm một khoánh có chi chuối dưa năm chuỗi nằm xưa bao tứ một hoái sam chụp há chụp kịp vì xong vào giữa xong chi chuối dưa năm ba mòn mưa liếng tôm món mi trồng trị giá một hoái sam xịp chụp kịp mì giòn mì lợi thế mì khán cuồng thời gian hoạt khoánh giúp bay chỉ đạo duy tiêu lấy hết liên kết sản xuất mới khai lạch sản phẩm nông nghiệp giòn chuyên gia tư vấn liên kết đào tạo tập huấn bộ giòn kỹ thuật ứng dụng học kỹ thuật mở theo mô hình ứng dụng công nghệ sông duy tiêu mẹ quáng hệ trên lào nông nghiệp theo hướng hàng hóa chuyên canh tập trung giúp bay khai quáng cả chuỗi liên kết hệ trên lào khai lịch nông sản chuyên gia mừng cửa sân hợp tác xã tham gia cả chương trình xúc tiến mở quảng bá sản phẩm nông sản bạch an toàn hóa sự cẩn lạch cuồng nó quả nọc thành.